Phi lưu tiểu thuyết võng cấp A ký hợp đồng tiểu thuyết. Trò chơi phát triển cùng thần ở Lâm Diễm mang theo trò chơi khai phá thần khí đi tới một cái giải trí càng cỗi thế giới. Vương giả vinh quang, quỷ khắp, âm dương sư, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, địa hạ thành cùng dũng sĩ, lô thạch truyền thuyết, xuyên qua hỏa tuyến, anh hùng liên minh, thường cổ quyển trục, mô phỏng nhân sinh, hành hạ đến chết nguyên hình, ma thú thế giới, thần kỳ bảo bối go. Từng trò chơi, đều dựa theo ý nguyện của hắn mà được sáng tạo ra. Thường cổ quyển trục, hoa hạ, DLC trong tháng này sẽ thả ra, các vị fan hâm mộ kính xin chờ mong. Quỹ khắp vơ ghiêu bá chủ thiên, với tư cách trò chơi trứng màu, vô thương sau khi thông quan, sẽ tự động mở ra nha. Trong phạm vi thế giới, cho người chơi phát tiền lương công ty, trừ chúng ta còn có ai? Người chơi chuyên nghiệp. Không sai. Lâm Diễm ta chính là muốn đẩy mạnh chức nghiệp này. Mặt khác, chúng ta xin Liên minh Anh hùng trở thành Olympic Esports hạng một phương án đã thông qua xét duyệt. Ai dám cắt ngang? Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Một trò chơi khai phát thần khí. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Căn hộ hắc thạch, tầng 7, phòng số 2. Một gã thanh niên sắc mặt trắng bệch chậm rãi mở hai tròng mắt, nhìn đống giấy vụn đầy đất, trong mắt hiện ra một tia mê mang. Ta. Xuyên qua. Lâm Diễm siết chặt nắm đấm, lẳng lặng thừa nhận hai đoạn ký ức trùng kích trong đầu. Nửa ngày sau, hắn thở dài thật sâu. Nơi này hoàn cảnh cơ hồ cùng địa cầu hoàn toàn nhất trí, vật chất khoa học kỹ thuật càng thêm phát triển, nhưng tinh thần văn minh tự hồ lạc hậu rất nhiều. Sau khi hiểu rõ tình huống đại khái của mình, thần sắc Lâm Diễm có chút phức tạp theo lý mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem kiếp trước những cái kia Internet tiểu thuyết bên trong thần tác trực tiếp trung dịch lấy tới phát biểu kiếm tiền. Đáng tiếc chính là, hắn mặc dù là cái mọc sách, nhưng xem tiểu thuyết đều là nhất nhãn thập hàng, để cho chính hắn đem những cái kia thần tác nội dung thuật lại đi ra, nhưng là khó như lên trời. Hắn cũng không có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được. Quên đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Lâm Diễm nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhớ lại cảnh ngộ của thân thể này. Có thể ở nỗi hắc thạch nhà trọ người, đều là nhàn nhã hơn nữa có phẩm vị gia hỏa, không đến mức lăn lộn đến đột tử mới đúng. Một lát sau, Lâm Diễm đem trong đầu phù quan lược ảnh lóe ra đoạn ngắn chỉnh lý hoàn nguyên, rốt cục hiểu được thân thể này trước chủ nhân tình huống. Nguyên lai, thân thể này nguyên chủ chính là nổi tiếng giới chuyên nghiệp thiên tài, chính là kim bài trò chơi kỹ sư, tinh thông lập trình, mỹ thuật, thanh nhạc cùng nhiếp ảnh các loại nhiều hạng kỹ năng, xuất đạo sau đệ nhất khoản chủ đạo trò chơi, liền lên bán chạy bản, vì công ty kiếm lợi không ít tiền. Nhưng mà vị thiên tài này, lại bởi vì mạo phạm một vị cổ đông nào đó, mà bị công ty game đuổi việc. Cái gọi là mạo phạm, bất quá là lúc hắn tăng ca phát hiện cổ đông công ty dự định tiến hành quy tắc ngầm đối với đại sứ hình tượng trò chơi mới, nhiệt huyết trong đầu nảy ra anh hùng cứu mỹ nhân mà thôi. Nói là anh hùng cứu mỹ nhân, không bằng nói là đơn phương bị đánh bạn học lập trình viên tử trạch tứ thể bất cần ngũ cốc chẳng phân biệt được chạy hai bước liền thở dốc có thể nói là chiến ngũ tra trong chiến ngũ tra bất quá mục đích của hắn cuối cùng vẫn đạt được cô gái làm đại sứ hình tượng kia bảo toàn sự trong sạch của mình thật là một gia họa đáng thương lâm diễm đi tới phòng tắm nhìn gương mặt xa lạ mà quen thuộc trong gương không khỏi có chút thổn thức cảm khái thiên tài kỹ sư đồng học tại bị khai trừ về sau, thầy muốn bằng vào sức một mình khai phá ra siêu cấp bán chạy nghịch thiên trò chơi, liên tục chịu đựng 7 ngày 7 đêm, rốt cục thành công đột tử. Mục tiêu vĩ đại của hắn, ước chừng đã hoàn thành. Khoảng 0,1%. Hắn không có nhiệt tình sáng tác, nhưng không có cảm hứng sáng tác, hoàn toàn giống như một con ruồi không đầu, thậm chí có thể nói, hắn kẹt ở bước đầu tiên của cách chơi trung tâm chế tác trò chơi chính là một công trình khó khăn và phức tạp như vậy, chỉ dựa vào nỗ lực của một người, cho dù là thiên tài cũng lực bất tòng tâm. Thư tình của ngươi, cái kia khai trừ ngươi trò chơi công ty, ta sẽ giúp ngươi trả thù. Hoạt động một phen thân thể, thích ứng về sau, Lâm Diễm bỗng nhiên ý thức được, chính mình sắp sửa phải đối mặt là một cái quái vật khổng lồ. Lại nói tiếp, ta lúc trước ở công ty trò chơi tự hồ là cái có thể so với kiếp trước đằng tấn quái vật khổng lồ A, tên của nó là e cho Công ty game e cho Lâm Diễm tiếp tục nhớ lại, phát hiện chính cổ đông lớn của công ty lần lượt là Kim Mân Tích, Kim Tuấn Miễn, Trương Nghệ Hưng, Biên Bá Hiền, Kim Trung Đại, Phát Sáng Liệt, Đô Vĩ Tú, Kim Trung Nhân, Ngô Thế Huân. Đây không phải hàng ngu cái kia tiểu bạch kiểm tổ hợp sao? Như thế nào bọn hắn thế giới này không làm giải trí? chạy tới làm trò chơi. Nghĩ đến đây, Lâm Diễm liền định ra cho mình một mục tiêu trường kỳ. Lão tử muốn làm ra trò chơi tốt nhất, đè bẹp đám e ý cho ngu ngốc kia. Kỹ năng của người tiền nhiệm đều được Lâm Diễm kế thừa, hắn có sáng tạo trong đầu, căn bản không cần lo lắng linh cảm khô kiệt. Tuy nhiên, muốn thâm nhập thị trường, trước hết phải khảo sát một phen. Lâm Diễm đem các loại trò chơi xếp hạng top 10 trên bảng xếp hạng tiêu thụ trên thị trường đều tải xuống, nhất nhất thử chơi qua. Sau khi làm xong công tác khảo sát này, Lâm Diễm lấy tư thế các ưu tê liệt ngã xuống sofa, vẻ mặt đau đến không muốn sống. Những thứ rác rưởi này cũng có thể coi là trò chơi. Rắn tham ăn cùng khối lập phương Nga đều so với chúng chơi vui gấp vạn lần. Muốn sản khoái cảm không sản khoái cảm, muốn chiều sâu không có chiều sâu, nhân thiết không hấp dẫn người thạch tâm cách chơi trống rỗng không có gì, âm nhạc quả thực là tạp âm, còn có những này trang trí tay đều đánh thạch cao sao. Lâm Diễm có thể thề với trời, đánh giá của hắn tuyệt đối khách quan công chính, không có trộn lẫn nửa điểm cảm xúc chủ quan ở bên trong. Làm một gã trạch nam thâm niên, hắn chơi qua vô số trò chơi, điểm ấy thẩm mỹ vẫn phải có. Hắn tùy tiện tiện, liền có thể đọc ra mấy chục cái so với những trò chơi này mạnh gấp trăm lần tác phẩm đi ra. Sau khi chăm chọc, Lâm Diễm ngồi thẳng người, đôi mắt đen như mực tỏa ra tinh quang rạng rỡ. Những này rác rưởi trò chơi đều có thể thượng bán nóng bản, ta đem kiếp trước những thần tác kia lấy ra, chẳng phải là muốn dây thiên dây địa dây không khí. Quỷ khắp, âm dương sư, tiên kiếm kỳ hiệp truyện, địa hạ thành cùng dũng sĩ, xuyên qua hỏa tuyến, liên minh anh hùng, thượng cổ quyển trục, mô phỏng nhân sinh, hành hạ đến chết nguyên hình. Nhiều tác phẩm thần kỳ như vậy, Lâm Diễm suy nghĩ một chút cũng kích động đến phát trung. Lão tử muốn kiếm thật nhiều tiền, mua tốt nhất trò chơi động cơ, tìm đến giới chuyên nghiệp danh gia làm chân chạy, đem những trò chơi này đều khai phá ra. Niệm đầu vừa mới bay lên trong đầu Lâm Diễm, bên tai hắn liền vang lên một hồi âm nhắc nhở cơ giới hóa. Chúc mừng ký chủ tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn, trò chơi khai phá thần khí chính thức khởi động. Hai tiền. Tiền. Tiền bạn đang nghe tại truyện chấm audio thần khí khai phá trò chơi đó là thứ gì lâm diễm nhíu chặt mày đối với âm thanh đột nhiên nhảy ra có chút cảnh giác thanh âm cơ giới hóa dưới đáy lòng vang lên bản thần khí chính là vì khai phá trò chơi mà tồn tại chỉ cần ngài có ý niệm sáng tác cần nhắc đến từng chi tiết bản thần khí có thể rút ngắn thời gian sáng tác trên diện rộng trực tiếp đưa ra thành phẩm lúc này lâm diễm phát hiện mình nhắm hai mắt lại là có thể nhìn thấy có một tiểu châu màu lam hình bầu dục không phải vàng không phải ngọc ở trong trái tim của mình tản mát ra một cổ dao động khó hiểu thứ đồ chơi này hẳn là thần khí khai phá trò chơi đi lâm diễm nhớ mang máng buổi tối mình ở nhà trên diễn đàn thứ này bỗng nhiên phá cửa sổ mà vào đập vào ngực mình có lẽ nó chính là dẫn đến chính mình xuyên qua đầu sỏ gây nên đã tới thì cứ yên tâm không nghĩ nhiều như vậy Lâm Diễm kiếp trước là một cô nhi, một người ăn no cả nhà không đói bụng, lúc này cũng tương đối thoải mái, thập phần thông suốt. Bây giờ bắt đầu chơi game đi. Khóe môi của hắn phát họa ra một nụ cười tà giật. Là làm hệ liệt quỷ khóc trước hay là hành hạ nguyên hình trước? Trò chơi động tác sản khoái cảm giác đã kích mãnh liệt, là tác phẩm dễ dàng hấp dẫn fan đáng tin cậy nhất, cho nên hắn đem hai trò chơi này cầm hàng đầu, cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý đang lúc lâm diễm trong đầu y y thần khí khai phá trò chơi bỗng nhiên hát cho hắn một chậu nước đá sức mạnh năng lượng của bản thể bắt nguồn từ sức mạnh của niềm tin được mang trên đồng tiền lưu động của thế giới loài người chế tác trò chơi nhỏ cần tiêu hao 10 vạn nhân dân tệ chế tác trò chơi cỡ trung cần tiêu hao 100 vạn nhân dân tệ chế tác trò chơi cỡ lớn cần tiêu hao một nghìn vạn nhân dân tệ trò chơi đặc thù cấp điện đường chưa mở khóa mời tự mình nghiên cứu. Sau khi nghe hiểu ý tứ của ngón tay vàng, Lâm Diễm có chút mơ hồ. Ta tào, ngươi còn là một tên chết đòi tiền. Có thể thương lượng một chút được không? Bộ thân thể này trước chủ nhân chính là tiêu chuẩn cao phú soái, kim bài trò chơi kỹ sư lương một năm hơn trăm vạn, phúc lợi đãi ngộ lại càng không cần nhiều lời, nhưng mà thiên tài này tài quản lý tài chính phương diện lại là cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc dĩ nhiên đem tất cả tiền tiết kiệm đều dùng để mua e ý trò chơi công ty cổ phiếu. Hắn tại bị khai trừ công ty về sau, cái kia giá trị mấy trăm vạn cổ phiếu, cũng đều bị người nhà âm tổn thủ đoạn cho trôi theo dòng nước. Tốt lắm. Tốt lắm. Nhóm sát thủ e cho, chờ đó cho lão tử. Thu cướp tiền, bất cộng đái thiên. Lâm Diễm tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn coi tài sản của người tiền nhiệm như của mình, cho nên lúc này thật sự sinh ra phẫn nộ đối với đám cổ đông đời thứ hai của e cho Kỳ thật khách quan mà nói, cái giá khai phá thần khí này, một chút cũng không tính là cao. Lâm Diễm nhớ rõ ràng, kinh phí phát triển Final Fantasy 13 cao tới 65 triệu đô la Mỹ, gờ răng thép ô tô nằm tốn 260 triệu đô la Mỹ để sản xuất về phần thời gian phí tổn, thì càng thêm vô số kể. Mấu chốt ở chỗ, ta mẹ nó bây giờ là một xu cũng không có liền bữa cơm tiếp theo đến nơi nào ăn cũng không biết lâm diễm đang buồn rầu cửa phòng bỗng nhiên bị người gõ vang đông 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 mở cửa phòng thấy tiểu soái ca đứng trước mặt mình lâm diễm dụi dụi mắt có chút mơ hồ hồ cát chính xác đứng ở trước mặt hắn cơ hồ cùng kiếp trước cái kia phim truyền hình tiểu vương tự giống nhau như đúc chỉ bất quá tên của hắn gọi là hồ qua một chữ sai biệt tiền nhiệm là một tên ngốc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế hồ qua trước mắt chính là bạn bè duy nhất của hắn chiếm cứ thân thể người khác hiện tại đối mặt với bạn nối khố lâm diễm cảm thấy không được tự nhiên bất quá hồ qua tựa hồ hoàn toàn không nhìn ra sơ hở lúc này vỗ bả vai của hắn an ủi nói người anh em đã sớm nói với ngươi e ý cho công ty đám kia gậy không có một cái thứ tốt ngươi không tin hiện tại hối hận đi lâm diễm trầm tư một lát không định ngụy trang, ngược lại cười thoải mái. Trải qua lần này, ta hiểu được rất nhiều thứ. Bởi vì cái gọi là Ngộ dĩ vãn chi bất gián, tri lai giả khả truy, thực lạc đường kỳ vị viễn, giác kim thị nhi hôm qua phi. Ta đã nhìn thoáng. E ít o đám tiện nhân kia dùng sông tiểu gia, liền đem tiểu gia một cước đá văng, tá ma dết lừa, qua sông đoạn cầu, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Người bạn nối khố trước sau như một chất phát không giỏi ăn nói bỗng nhiên nói nhiều như vậy, hồ qua có chút ngây người. Người trước theo ta cùng nhau bán mì sợi, kiếm chút tài chính nguyên thủy, sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý bọn họ, huynh để chúng ta đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Hồ qua đối với biến hóa của Lâm Diễm cũng không có quá mức ngạc nhiên, dù sao nhân sinh gặp phải đại biến, thật sự một chút biến hóa cũng không có, đó mới là kỳ quái. Đối với sự quan tâm của Hồ qua, lâm diễm cảm thấy trong lòng ấm áp nhưng một lát sau hắn vẫn lắc đầu huynh đệ ngươi có tin ta hay không lông mày kiếm của hồ qua khẽ nhíu nói cái gì vậy ta không tin ngươi tin ai cho ta mượn mười vạn khối trong vòng nửa năm trả lại cho ngươi một trăm vạn lâm diễm nói mang theo một cổ tự tin cùng thông dong nhàn nhạt mười vạn khối ngày mai ta liền đưa cho ngươi về phần lợi tức còn coi ta là huynh đệ cũng đừng nói nhảm này hồ qua cười cùng lâm diễm trao đổi một phen nhìn lâm diễm thần thái có chút mệt mỏi liền rời khỏi hát thạch chung cư đóng cửa phòng lại lâm diễm cắn chặt răng hắn tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào quan tâm đến mình thất vọng tuyệt đối không ba game điện thoại vương giả vinh quang bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngày hôm sau Mười xu xuất hiện trước mắt Lâm Diễm. Thế giới này hồ qua cũng không phải cái gì phim truyền hình minh tinh mà vẹn vẹn chỉ là một cái quán mì sợi lão bản mà thôi. Cuộc sống không tính túng quẫn, nhưng là tại cái này giá cả nổ tung ma đô cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng sống qua ngày, cũng không có bao nhiêu tích góp. Mười vạn đồng của tỷ phú cùng mười vạn đồng của bình dân bình thường, giá trị tương đương, nhưng ý nghĩa tuyệt đối không ngang hàng. Cảm giác hốc mắt có chút nóng lên lâm diễm cười mắng một câu lão tử thật ghen tị với chính mình hắn nín thở ngưng thần đặt hai tay lên mười sấp tiền thần khí phát triển trò chơi khởi động đầu lão đỏ tươi trong giây lát biến mất vô tung biến ảo hư vô biến thành năng lượng cung ứng thần khí khởi động trước mắt thần khí ẩn chứa năng lượng đầy đủ khai phá ra một khoản trò chơi loại nhỏ phải chăng lập tức khai phá chờ một chút cái mà anh gọi là trò chơi nhỏ đến tột cùng là khái niệm gì lâm diễm có chút lo lắng vạn nhất 10 vạn khối ném vào chỉ có thể làm mấy mb trò chơi nhỏ vậy thì hố cha may mắn trò chơi phát triển thần khí không có để cho hắn thất vọng cài đặt gói dung lượng tại một giga bay trở xuống đều phán định là trò chơi nhỏ này lâm diễm thở dài nhẹ giọng nói lập tức khai phá cùng lúc đó trước mắt hắn xuất hiện một hộp thoại màu lam nhạc. Xin hãy xác nhận nền tảng trò chơi. Máy tính cá nhân, PSP, PS4, Box, điện thoại di động, VR. Lâm Diễm không chút do dự lựa chọn di động. Kỳ thật hắn hiện tại muốn làm nhất chính là đơn máy trò chơi, bất quá, muốn nói đến tiền nhanh, vẫn là thủ du tiện lợi nhất có lực. Ký chủ ngài là muốn làm vòng tiền trò chơi sao, không hề có khiếu hài hước khai phá thần khí dĩ nhiên chủ động phát ra một lần hỏi thăm. Không sai. Lão tử chính là muốn làm vòng tiền du thủ. Lâm Diễm hai mắt có chút đỏ lên. Tê Liệt không có tiền tư vị quá khó chịu, hơn nữa lúc này đây, ta tuyệt đối không thể thừa nhận thất bại. Vui lòng xác nhận loại trò chơi. Thể loại MOBA 5v5 cạnh tranh trò chơi xin hãy xác định tên của trò chơi vương giả vinh quang xin hãy tưởng tượng chi tiết trò chơi trong đầu lâm diễm chậm rãi khép hai mắt lại tưởng tượng hẻm núi đối chiến kỹ năng của các anh hùng bối cảnh câu chuyện thanh âm động tác lời thoại khi hắn tưởng tượng một chút thanh tiến độ trong đầu cũng đang nhanh chóng tăng vọt một năm hai mươi năm mươi lâm diễm phát hiện chế tác trò chơi so với mình tưởng tượng càng thêm khó khăn, nhất là loại này MOBA loại thi đấu thể thao trò chơi, nhân vật thuộc tính số liệu ở giữa, cần một cái cân bằng, mới có thi đấu thể thao lạc thú. Lực công kích, hộ giáp, kháng tính ma pháp, tốc độ di chuyển, phạm vi công kích, lượng máu, lam lượng, thời gian làm lạnh. Tất cả những thứ này đều cần hắn chậm rãi điều chỉnh thử. Đây là một cái phức tạp mà khó khăn công trình bất quá nắm giữ trò chơi khai phá thần khí lâm diễm lại đem quá trình này đơn giản hóa một ngàn lần một vạn lần mấy giờ sau bên tai lâm diễm vang lên tiếng nhắc nhở đại công cáo thành mời ký chủ hướng toàn nhân loại mở ra bản trò chơi nếu như đánh giá cùng nhân khí đủ cao bản thần khí sẽ cung cấp thêm kinh hỷ nga đối với kinh hỷ phát triển thần khí của trò chơi lâm diễm trước mắt vẫn chưa để ở trong lòng hắn nhìn mã nguồn trò chơi cùng túi lắp đặt xuất hiện trong điện thoại di động của mình, bỗng nhiên giơ tay lên, một quyền nện vào tường. Mở cửa cho người chơi khác, cần ít nhất một máy chủ. Đại hình game online server, một năm ước chừng muốn 90.150 vạn chi phí, giống LOL như vậy nhiệt du, cần mấy chục cái server duy trì, lâm diễm trước mắt chỉ cần một cái. Nhưng, cho dù là loại nhỏ máy chủ, thuê một năm, dựa theo nơi này giá thị trường, cũng cần tiếp cận 10 vạn nhân dân tệ. Mẹ nó, lão tử quả thực là não tàn. Lại quên mất chuyện này. Nắm tay đập đến chảy máu, hai mắt Lâm Diễm hiện lên màu đỏ tươi. Hợp tác với các công ty trò chơi khác. Không. Tuyệt đối không được, đây quả thực là ném tiền ra ngoài. Cái này chưa chắc không thể, nếu như vận hành đắc lực, chi phí rất nhanh sẽ kiếm lại. Vấn đề duy nhất chính là ngân hàng thuộc tỳ hưu, rất nhiều lúc, đều chỉ vào không ra, là một nhà phát triển trò chơi, tự mình đại diện cho mình, rất khó dựa vào lý do này mà vay được tiền. Đang lúc Lâm Diễm định đến ngân hàng thử vận may thì điện thoại đột nhiên vang lên. Này! Nơi này là Lâm Diễm, ngươi là? Ta là địch lệ nhiệt A à, tân nhân ngươi hảo, chuyện lần trước, đa tạ ngại xuất thủ tương trợ. Lâm Diễm nghe giọng nữ mềm mại, lỗ tai thoải mái trong lòng lại có chút im lặng. Cái tên mang tính biểu tượng này vừa được nhắc tới, trong đầu hắn lập tức hiện ra bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp rất có phong tình tân cương kia. Khác với kiếp trước chính là, địch lệ nhược bây giờ vừa mới ra mắt không lâu, xem như manh tân trong giới giải trí, lần trước cùng công ty e cho làm đại sứ hình tượng cho trò chơi mới cũng là công việc đầu tiên của cô. Bất quá bởi vì vụ bê bối xảy ra lần đó, cho dù cổ đông của XC không thể quy tắc ngầm thành công, hiệp nghị giữa hai bên cũng vẫn bị hủy diệt. Hả? Chờ một chút. Lâm Diễm vốn mang theo cảm giác xa cách nhàn nhạt, bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Vừa lúc ta có một chuyện cần ngươi giúp đỡ. Bốn đi ly nóng A cùng nàng người quản lý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghe xong Lâm Diễm nói, địch lệ nóng nảy đáp lại. Có cái gì cần giúp đỡ, chỉ cần ta đủ khả năng, liền nhất định tận lực giúp ngươi nàng thật sự đối với Lâm Diễm tương đối cảm kích, làm người mới trong giới giải trí, nàng mới ra đời, ra đời không sâu, mới có thể bị người lừa gạt, nếu như ngày đó không phải Lâm Diễm trường nghĩa ra tay, chỉ sợ sự trong sạch của nàng sẽ bị người làm bẩn. Đối với một nữ hài tử mà nói, cái này cơ hội tương đương với ân cứu mạng. Tôi bị công ty e ý cho sa thải rồi, chắc anh cũng biết chứ. Lâm Diễm có chút đại nam nhân chủ nghĩa, lúc này trực tiếp đem bị khai trừ nguyên nhân lượt qua ta nghĩ chính mình thành lập một cái trò chơi công ty, chen lấn e ý cho đám ngu ngốc kia, trò chơi mới đã chế tác ra, chỉ kém một cái kinh doanh phục vụ máy, tài chính phương diện có chút khó khăn, cho nên muốn tìm ngươi tiếp 10 vạn khối. Như vậy, lợi tức ta dựa theo ngân hàng vay gấp đôi cho, như thế nào? Địch lệ nhiệt nghe xong lời này, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cô cảm giác ấn tượng ban đầu của mình đối với người đàn ông nhã nhặn không biết đánh nhau này tự hồ có chút bất công, đối phương một ngụm một cái ngu ngốc có chút thô lỗ nhưng không biết vì sao cô nghe lại cảm giác trong lòng hết sức sảng khoái bởi vì sau khi địch lệ nhiệt trải qua sự kiện lần trước chính mình cũng nhìn đám người kia thập phần khó chịu có chút ý tứ cùng chung mối thù với lâm diễm cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu địch lệ nhiệt cứ như vậy cùng lâm diễm đứng ở trên chiến tuyến thống nhất từ thái độ ban đầu đối đãi ân nhân dần dần có chút ý tứ đối với chiến hữu sự kiện lần trước coi như e ý cho đơn phương xé bỏ hợp đồng, chỉ người đại diện hỗ trợ lừa gạt công ty bọn họ. Khụ khụ. 5 triệu tiền vi phạm hợp đồng, em cảm thấy số tiền này ít nhất nên chia cho anh một nửa. 5 triệu một nửa. Đó chính là 250 vạn. Nếu như tiền như vậy có thể đến nhiều một chút, Lâm Diễm Tình nguyện làm đồ ngốc. Bất quá, hắn không phải người tầm nhìn hạn hẹp, lúc này kiềm chế rung động trong lòng. Mạnh mẽ làm cho nữ khí của mình có vẻ đạm mạc Không, ta chỉ cần 10 vạn mua một cái máy phục vụ, như vậy là đủ rồi Theo hắn xem ra, vương giả vinh quang chính là cây rụng tiền Chỉ cần cái này game thủ đưa ra thị trường, tiền vấn đề tự nhiên liền giải quyết Căn bản không cần lo lắng Chủ động tìm em gái đòi tiền chuyện này, quá l o v Cho dù chỉ cần 10 vạn, Lâm Diễm cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên nghĩ về sau nhất định phải từ phương diện khác bù đắp địch lệ nhiệt đi ừ được địch lệ nhiệt gật đầu hảo cảm trong lòng đối với lâm diễm càng sâu thêm một phần dĩ nhiên coi hắn là bằng hữu có thể kết giao chính nghĩa lương thiện không tham lam những người đàn ông tốt tiền bạc như rác rưởi như vậy đã rất ít rồi người mới làm tốt trò chơi có thể cho ta thử chơi một chút sao nếu như cảm giác không tệ ta sẽ lấy danh nghĩa của mình đầu tư nha Thiếu nữ hiểu lòng người nhìn ra Lâm Diễm thiếu tiền, vì chiếu cố lòng tự trọng của hắn, mới cố ý nói như vậy. Có thể, vấn đề mấy phục vụ, trong vòng một giờ có thể giải quyết, nếu như ngươi không ngại phiền toái, có thể tới hát thạch nhà trọ, ta đem lắp đặt túi truyền cho ngươi. Một giờ sau, Lâm Diễm đã thuê xong phục vụ, 10 vạn đồng, một năm. Hắn có lòng tin, một năm sau, chính mình liền không cần thuê mặt khác thương gia phục vụ khí trực tiếp mua cao cấp nhất chính mình dùng. Cốc cốc cốc. Mở cửa phòng, một nữ nhân mặc váy hoa nhỏ xuất hiện trước người Lâm Diễm. Cô mang theo kính trăm viền phấn đáng yêu, da thịt trắng nõn, mặt trứng nõn, trên mặt không có nửa điểm tì vết, xách theo túi LV, tràn ngập phong cách ngôi sao. Nàng, cũng không phải là địch lệ nhiệt chứ. Lưu dịch phỉ. Lâm Diễm cảm giác sau khi mình xuyên qua, trên người tự hồ sinh ra một loại hiệu ứng hút sắc đá luôn nhìn thấy đủ loại minh tinh kiếp trước. Bất quá, những ngôi sao này, ở thế giới này tự hồ lăn lộn cũng không tính là quá tốt. Bạn bè hồ qua, không đi quay phim truyền hình, ngược lại trầm mê quán mì sợi không thể tự kiềm chế. Địch lệ nhiệt đi, giới giải trí mới đáng yêu, thiếu chút nữa bị người ta quy tắc ngầm. Lưu dịch phỉ Nhớ lại một chút, Lâm Diễm thập phần khẳng định, trong trí nhớ của người tiền nhiệm, trong giới giải trí cũng không có lưu dịch phỉ tồn tại ngươi quả nhiên đã điều tra tiểu địch lưu dịch phỉ hừ lạnh một tiếng tự hồ đối với cảm quan của lâm diễm cũng không tốt lắm ta là người đại diện của tiểu địch hy vọng ngươi có chừng mực một chút không nên đối với nàng làm một ít chuyện vượt qua ranh giới quan hệ nam nữ bình thường mặt khác nàng đang nói chuyện một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ liền từ bên người nàng chui ra đúng là địch lệ nhiệt đi này lâm diễm có phải tôi xuất hiện ảo giác hay không? Cảm giác cô đẹp trai hơn tuần trước một chút. Đánh giá của thiếu nữ là khách quan công chính. Bề ngoài Lâm Diễm không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, nhưng mấy ngày nay hắn làm việc và nghỉ ngơi ăn uống theo quy luật, làm cho khí sắc hồng nhuận không ít, cộng thêm khí chất tự do và tự tin trên người, tự nhiên hình thành thêm điểm. Năm trầm mê người mấy Mỹ thiếu nữ x2, năm càng, cầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio thấy địch lệ nhiệt đi lên liền tiến hành ca ngợi vẻ bề ngoài của Lâm Diễm, em gái người đại diện Lưu Dịch Phỉ tức giận không chỗ phát tiết. Tiểu địch, cậu mê trai. Đã nói là rụt tre mà. Lúc trước địch lệ nhiệt đi trải qua thiếu chút nữa bị quy tắc ngầm sự kiện về sau, nàng liền cơ hộ 24 giờ đi theo vị này không bớt lo tiểu mùi mùi, ra thì cùng xe, ở thì cùng giường, sợ ai cho cái này tiểu mơ hồ bắt cóc. Không nghĩ tới ngày phòng đêm, vẫn không phòng được tiểu tặc trọng tim lâm diễm. Lưu dịch phỉ không biết, kỳ thực hiện giờ thái độ của địch lệ nhiệt đối với lâm diễm, chỉ là làm bằng hữu có thể kết giao sâu sắc mà thôi, cũng không có quá nhiều ý nghĩ phức tạp. Trải qua sự kiện lần trước, lúc địch lệ nhiệt ở chung với người khác phái, liền có thêm rất nhiều phòng bị, trong túi sách nhỏ đều chứa bình xịt phòng sói. Bất quá! Lâm Diễm, chỉ có Lâm Diễm là ngoại lệ, chỉ cần nhìn Lâm Diễm, Địch lợi nhiệt sẽ sinh ra một loại cảm giác an toàn giống như nhìn thấy đại ca ca nhà bên. May mắn Lâm Diễm không có thuộc độc tâm, nếu không, hắn lúc này thật không biết nên khóc hay nên cười. Được rồi, không nói nhiều, nên làm chính sự rồi. Sau khi Lâm Diễm thiết lập xong máy phục vụ, liền đem Vương Giả Vinh Quang truyền lên trong mấy cửa hàng áp nổi tiếng nhất hiện nay. Ineso, cửa hàng Xiaomi, Android Universal App Store. Tuy nhiên Xét duyệt trò chơi cần từ 12 đến 48 giờ, hiện tại trò chơi này cũng không xuất hiện trên thị trường. Lâm Diễm trực tiếp đem số liệu truyền vào di động của địch Lệ Nhiệt. Trong quá trình cài đặt game. 30. 60. Nhìn đôi mắt to ngập nước của địch Lệ Nhiệt nháy a chớp, bộ dáng gần như muốn tỏa sáng, Lưu Dịch Phỉ nhịn không được bật nước lạnh. Hừ tên này bị bên e ý cho đuổi việc mới vài ngày à, tôi mới không tin hắn trong thời gian ngắn như vậy có thể làm ra trò chơi gì hay. Đối với lưu dịch phỉ như con nhím, Lâm Diễm biểu hiện ra phong độ nhất định, lạnh nhạt nói. Mỏi mắt mong chờ đi. Trò chơi đã được cài đặt. Một gã tóc vàng phiêu diêu đẹp trai nam tử Avatar làm biểu tượng, hắn chính là trong trò chơi nhiệm vụ. A tua. Công việc bề ngoài cũng không tệ lắm. Lưu dịch phỉ nhỏ giọng chăm chọc. Địch lệ nhiệt mở trò chơi, chỉ có bình thường tải vào giao diện, không có công ty vận hành, không có đánh dấu đặc thù, chính là từ đầu đến cuối trò chơi năm ba. Vương giả vinh quang. Tên thật khí phách. Lại nói trò chơi này nên chơi như thế nào a? À? Trò chơi này, hình thức chủ yếu là người chơi 5V5 10 người đối chiến. Bất quá bây giờ nó còn không có thông qua xét duyệt, người chơi cũng chỉ có người một cái. Ta có thể dạy ngươi như thế nào đánh máy. Bên này là bánh xe điều khiển chuyển động của nhân vật. Mỗi nhân vật đều có ba kỹ năng chủ động và một kỹ năng bị động. Lần đầu tiên ngươi chơi, ta đề nghị ngươi lấy Arthur hoặc là Tôn Ngộ không? Em chọn Angela. Được rồi. Mạnh tức là chính nghĩa. Không có vấn đề gì. Lâm diễn dưới cái nhìn chăm chú như dao găm của lưu dịch phỉ ra tay dạy địch lệ nhiệt học được cách đánh vương giả vinh quang toàn bộ quá trình đều vô cùng bình tĩnh, nếu như ánh mắt có thể giết người, nói vậy Lâm Diễm đã bị lưu dịch phỉ thiên đao vạn quả. Trò chơi này thật thú vị. Địch lệ nhiệt đi một bên thao túng tiểu hỏa nữ của nàng đầy bản đồ chạy loạn, một bên phát ra buồn bực kêu trên. Chính là độ khó quá cao. À, ta lại chết rồi. Quy a à quy thật khó. Mỹ thiếu nữ không tự chủ được mà hu hu hu, làm cho lâm diễm bên cạnh nghe đến tinh thần sảng khoái. Trước kia làm sao không phát hiện mỹ nữ người chơi bị ngược là như vậy, cảnh đẹp ý vui sự tình đâu. Vô Lương Lâm Diễm cũng không có gia nhập các nàng cùng nhau chinh chiến đại ma vương Lữ Trình, mà là vì sự nghiệp mà phấn đấu. Ừm. anh ta quảng cáo điên cuồng dưới bảng xếp hạng bán chạy của mỗi cửa hàng áp, hy vọng thông qua thủ đoạn này để tăng cường độ nổi tiếng của trò chơi. Dù sao hắn không có đội ngũ tuyên truyền tiêu thụ, mọi việc đều chỉ có thể tự mình làm. 97 98, 99 Thảo Nê Mã Lão tử bị cấm ngôn Lâm Diễm đang phát quảng cáo phát hiện tài khoản của mình trên các nền tảng lớn đều bị cấm nói, không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Thắt lưng mỏi lưng đau chân rút gân, cũng là thời điểm lao dật kết hợp, thông qua thưởng thức hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đến bổ ma. g e f e a t Nhìn giao diện thất bại trên điện thoại di động của địch lệ nhiệt, khóe miệng Lâm Diễm co quắp. Cô gái này là một trò chơi ngu ngốc a, à, hắn trăm phần trăm xác định mình vừa mới điều chỉnh chính là hình thức đơn giản. Phỉ phỉ tỷ ngươi cũng tới cùng ta chơi a, à, những này máy tính quá mạnh mẽ, người ta một người hoàn toàn đánh không lại nha. Địch lệ nhiệt chịu khổ quỳ ba lần liền vội vàng hướng người đại diện phát ra tín hiệu SOS xin giúp đỡ. Tiểu thư đại diện lưu dịch phỉ không chịu nổi địch lệ nhiệt nhõng nhẽo cứng trắng, cũng cài đặt vương giả vinh quang trong điện thoại di động của mình. Sau đó hai tiểu tỷ tỷ liền bắt đầu hành trình kịch chiến của mình. Hai người nhiều lần chiến nhiều lần, bại, nhiều lần bại, nhiều lần bại nhiều lần chiến, nhưng là đánh càng ngày càng có cảm giác, càng ngày càng vui vẻ, 7, tám giờ thoáng một cái mà qua, hai người đều không có bất kỳ phát hiện. Nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ số 10, Lâm Diễm có chút mơ hồ. Chỉ là một cái máy mà thôi, có thú vị như vậy sao? Đang lúc Lâm Diễm rối rắm có nên đi pha ba bát mì hay không? điện thoại di động của hắn bỗng nhiên nhận được một tin nhắn. Trước khi cửa hàng IUN chính thức tiêu thụ trò chơi này, xin hãy đặt giá bán trước. Sáu không nạp tiền, ngươi sẽ thành mạnh sao? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đề nghị giá bán là mỗi người sử dụng 25 khối nhân dân tệ. Cầm thảo, ngươi như thế nào không đi cướp? Lâm Diễm mặc dù chăm chọc như vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động hắn phát hiện thế giới này trò chơi tiêu thụ giá cả phần lớn đều phi thường thái quá, vương giả vinh quang chất lượng so với những kia tiêu thụ nóng trên bảng đều mạnh hơn, mỗi phần 25 khối cũng không tính quá nhiều. Bất quá, Lâm Diễm am hiểu sâu sắc một đạo lý. Chỉ có tránh cho tầm nhìn hạn hẹp tham lam mới có thể đạt được càng nhiều. Hắn lập tức chiếu theo tin nhắn điện thoại trả lời, vẽn vẹn dùng hơn 10 phút, liền cùng Apple cửa hàng phương diện xét duyệt người phụ trách đạt thành nhận thức chung vương giả vinh quang sẽ xuất hiện dưới hình thức trò chơi miễn phí, tinh túy kiếm tiền chân chính của nó là sự tồn tại của khu thương mại. Trò chơi thi đấu, quan trọng nhất chính là số lượng người chơi. Sau khi cơ số người chơi đạt tới một trình độ, Lâm Diễm không cần lo lắng chuyện này nữa. Hắn đối với trò chơi chất lượng có lòng tin, kiếp trước, vương giả vinh quang, vinh dự đăng 2016 thiên triệu phím giải trí chỉ số thịnh điển thiên triệu IP giá trị bản trò chơi bản top 10, mà hiện tại cái tác phẩm này, càng là hắn dùng trò chơi khai phá thần khí chế tác ra, hình ảnh càng thêm tinh xảo, nhân vật anh hùng mỗi một cái động tác, thanh âm đều càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Nếu không, địch lệ nhiệt và lưu dịch phỉ cũng sẽ không chung tình với trò chơi này như thế, chơi đến mất ăn mất ngủ. Lúc Lâm Diễm thương lượng qua điện thoại, Lưu Dịch Phỉ đã từ trong trầm mê tỉnh táo lại. Dưới sự nhắc nhở của cô, Địch lệ nhiệt cũng lưu luyến buông điện thoại xuống. À, đã hơn 10 giờ rồi. Xin lỗi xin lỗi. Chúng ta nên đi thôi. Tuy nói như thế, nhưng là dù là Lâm Diễm cũng có thể nhìn ra được, nếu như đối phương không phải điện thoại di động lượng cạn kiệt, cô gái này chỉ sợ còn có thể tái chiến mười mấy hiệp. Cái kia. Chúng ta ngày mai gặp lại đi. Bị tiểu tỷ tỷ người đại diện lôi kéo, địch lệ nhiệt đáng thương rời đi nhìn dáng vẻ của nàng, hiển nhiên rất muốn để cho người chế tác trò chơi Lâm Diễm dẫn nàng thắng một ván. Mà tính lớn nhất của trò chơi này chính là Ngươi càng thua nhiều, càng muốn thắng lại. Hai cái mỹ thiếu nữ bị nhân cơ đơn giản đè trên mặt đất ma sát nhiều lần không biết bao nhiêu hiệp, đẳng cấp đều phân biệt dựa vào thất bại soát tới cấp 17 cùng cấp 18, hôm nay một trận không thắng qua, là thật sự rất muốn nghịch tập một hồi. Việc nên làm cũng không nhiều lắm, kế tiếp yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt rồi. Lâm Diễm ở phía sau sân khấu nhìn số lượng người dùng tải xuống vương giả vinh quang dần dần phát sinh biến hóa, trong lòng cũng sinh ra một cổ cảm giác thành tựu khó hiểu. Mười người Một trăm người Hai trăm người Lâm Diễm chú ý tới, những người chơi này ghét bỏ thời gian xứng đôi quá dài, cơ hồ đều đang đánh máy. Dù vậy, bọn họ cũng đều trầm mê trong đó, một đám thực tủy tri vị khó có thể tự kiềm chế. Nếu như mỗi người thu phí 25 đồng, vậy hiện tại Lâm Diễm cũng đã có 5.000 đồng nhân dân tệ nhập sổ, bất quá hắn cũng không có thay đổi cơ chế trò chơi, mà là lẳng lặng chờ. Cha của Đặng Tiền là một đảng đua xe, sau khi cha vào tù, ông ta liền kế nghiệp cha trở thành lão đại của chính Thái Bang. Bất quá ở Hoa Hạ, xã hội đen là không có tiền đồ, xã hội đen có điểm mấu chốt, lại càng khó lăn lộn. May mắn chính là, đặng tiền đem những máy BB năm đó cha để dành bán cho nhà sưu tầm đồ cổ sau đó mua một căn nhà nhỏ mỗi tháng dựa vào tiền thuê nhà cũng nuôi nổi những tiểu đệ kia sở thích duy nhất của anh chính là tìm trò chơi mới trong các cửa hàng app đáng tiếc chính là qua nhiều năm như vậy khẩu vị của hắn càng ngày càng xảo quyệt thật sự khó có thể tìm được một cái có thể làm cho mình ngưỡng mộ trong lòng trò chơi bỗng nhiên đặng tiền chú ý tới trong thanh phân loại của cửa hàng app apple lại đẩy mạnh một tác phẩm phòng làm việc tư nhân không có tiếng tâm gì. Tiểu biên tập mạnh mẽ đẩy, đề nghị bán lẻ giá 25 nguyên nhân dân tệ, trò chơi người chế tạo mãnh liệt yêu cầu miễn phí. Đặng tiền sắc mặt nghiêm chỉnh. Như vậy có tiết tháo trò chơi chế tác, rất khó gặp. Yêu cầu của anh đối với cuộc sống vật chất không cao, nhưng tốc độ mạng trong nhà cực nhanh, tâm sự 2 phút cũng đã tải xong trò chơi. Mở ảnh chân dung ra, Đặng tiền chính thức tiến vào trong vinh quang vương giả. Đăng ký tài khoản, ID tên là hắn nhất quán yêu dùng nickname từ Thái Lãng, giới tính nam, 23 tuổi, chi tiết tin tức không công bố ra bên ngoài. Đăng ký xong. Tiến vào trò chơi, sau khi dạy dỗ người mới đơn giản, đặng tiền liền lâm vào một loại hưng phấn khó hiểu. Trò chơi này âm nhạc, tinh tế tỉ mỹ nhân thiết cùng anh hùng mô hình, trước đây chưa từng thấy cách chơi, đều làm cho hắn mơ hồ cảm giác mình đang chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Muốn đánh thì cùng người chơi đối chiến. Tiếu ngạo thiên hạ vô địch thủ, đánh khắp vương giả ta độc tôn, mới là bản sắc nam nhi a. À. 13 phút sau, nhìn giao diện thất bại trước mắt, hùng tâm tráng chí của đặng tiền nhất thời bay lên chín tầng mây. Sát bút. Ngay cả Minh Văn cũng không có, đánh mẹ nó xứng đôi. Mau trở về chơi máy bay cái trò đùa này ngay cả thiên phú cũng không có chút nào. Hắc. Hắn còn dùng thánh kỵ Atua do hệ thống tặng. Sự chăm chọc khiêu khích của các đồng đội vang lên bên tai, đặng tiền có chết hay không vừa vặn nhìn thấy câu nói lâm diễm đánh dấu trên trung tâm thương mại kia. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như không bổ sung giá trị, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Đầu óc đặng tiền nóng lên, liền bắt đầu đập tiền. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ. Mạnh không. Địch Bảy vong linh nhạc dạo Đây là nhiệt huyết chiến trường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đặng tiền một hơi trực tiếp đập 50.000 vào trong vinh quang vương giả. Minh Văn Minh Văn cấp 5, trực tiếp mua đầy. Anh hùng AP tới một bộ. Anh hùng ác tới một bộ. Khiên thịt tới một bộ. Cái gì? Trang phù văn cần mở rộng. Mua 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 toàn anh hùng. Mua a, à, vì sao không mua? Triệu Vân cùng hàng tính rất đẹp trai a, à, lời thoại cũng rất tuyệt, phối âm rất có tự tính, ma đảng. Bạch chấp sự làng gia, động cơ chi tâm làng gia, hiệp hợp thiên vương làng gia, hoàng gia thượng tướng làng gia. Đặng tiền đỏ mắt một đường ném tiền qua, nhìn danh sách toàn anh hùng của mình, sinh ra một loại cảm giác thành tựu mãnh liệt. Nhưng mà gia hắn cũng không có đạt thành tựu thu thập toàn bộ. Dù sao giá bán của Lâm Diễm vẫn tương đối đen, hơn nữa gia còn cần đạt tới đẳng cấp nhất định mới có thể tiến hành mua. Lâm Diễm trên cơ sở lừa tiền của trò chơi đẳng tấn, tăng cường lòng cầu thắng của các người chơi, các loại thiết kế đều thể hiện ra trên chi tiết. Vương giả vinh quang bên trong làng gia anh hùng đều là có thêm vào thuộc tính, đối với các người chơi thực lực tăng lên, đích xác có trợ giúp không nhỏ, nhưng sẽ không hoàn toàn phá hư mất cân bằng, coi như là ở có thể tiếp nhận trong phạm vi Thể kinh nghiệm gấp đôi đi lên. Năm V năm xứng đôi, tái chiến. Lão tử nhất định có thể thành mạnh nhất triệu hoán sư, gọi linh sư. Đặng tiền lúc này giống như bị ma giật mình, trầm mê trong cuộc chinh chiến hẻm núi. Văn, lầm lẫn, giả dối. Hôm nay, hắn hoàn thành một ngày công tác, đem cái kia 13 cái khó coi rác rưởi trò chơi hoàn thành đánh giá, cảm giác cả người tinh khí thần đều bị móc sạch, sắc mặt một mảnh trắng bệch ta làm nghề này là bởi vì hứng thú, không phải vì này chút tiền rách. Mỗi ngày chơi những này rác rưởi trò chơi, ta đều nhanh chơi ói ra. Cổ thiêm lạc thở dài. Trò chơi NB đều có NB riêng, nhưng trò chơi rác rưởi lại luôn giống nhau. Hắn cảm giác mình sắp hư thối, ngày qua ngày bị những thứ này cặn bã trò chơi tẩy não, sắp hư thối tại nhất thành bất biến lặp lại trong cuộc sống. Anh chán đến chết lật xem đánh giá của các đồng nghiệp trên các app lớn đột nhiên hắn nhìn thấy một cái id gọi là quyết minh tử phát ra đề cử du lịch mới nhất thời hai mắt sáng ngời đồng hành là oan gia không giả nhưng cổ thiên nhạc cùng quyết minh tử này cũng là tri âm bình thường của bá nha tử kỳ thường xuyên chia sẻ những trò chơi nhỏ chất lượng cao kia quyết minh tử tên này không phúc hậu hắn rõ ràng là chủ lực pc đoàn đơn máy kiểm tra đánh giá lần này vượt quá giới hạn a tuy rằng cảm khái như vậy nhưng cổ thiêm nhạc vẫn tại xuống trò chơi vương giả vinh quang này trước tiên trong thời không vô hạn dòng nước lũ thời gian hội tụ ở cùng một mảnh đại lục cơ quan thuật cùng ma đạo tàn sát bừa bãi làm cho thế giới hoàn toàn thay đổi anh hùng những cái tên quen thuộc kia không thể tưởng tượng nổi tụ cùng một chỗ vứt bỏ vinh quang quá khứ tuân theo giả tâm cùng dục vọng tùy tâm sở dục tìm kiếm lực lượng thậm chí truy đuổi giết chóc lẫn nhau mà ở một cái lại một cái truyền kỳ sau lưng, gọi linh sư thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, không sai, bọn họ mới là lịch sử chân chính người sáng tạo, sinh tồn hoặc là hủy diệt, chiến tranh tự hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Vương giả Vinh Quang, cách chơi lấy thi đấu thể thao đối chiến làm chủ, người chơi trong lúc đó tiến hành 1v1, 3v3, 5v5 nhiều loại phương thức PVP đối chiến, còn có thể tham gia trò chơi mạo hiểm hình thức, tiến hành PvE vượt ải hình thức tại thỏa mãn điều kiện sau có thể tham gia trò chơi hàng năm xếp hạng thi đấu các loại anh hùng định vị có thể chia làm pháp sư chiến sĩ xe tăng thích khách xạ thủ phụ trợ cổ thiêm nhạc là một chuyên gia đánh giá trò chơi chuyên nghiệp lúc này chỉ nhìn những giới thiệu vắng tắt này đã có thể ở trong lòng mông lung suy đoán ra cách chơi của cô thậm chí ngón tay kích động của hắn cũng có chút phát trung. đây là chế độ chơi chưa từng thấy trước đây hy vọng nó có thể làm tốt một chút, không nên uổng phí một ý tưởng tốt như vậy. Tiến vào trò chơi, cổ thiêm lạc ngây ngẩn cả người. Ý nghĩ lúc trước của hắn, bị chính mình ném lên chín tầng mây. Trò chơi này, tuyệt đối không phải là mặt hàng lừa tiền làm ẩu gì, mà là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cổ thiêm nhạc thậm chí đang ghi vào giao diện, suốt dừng lại 10 phút, chính là vì nghe trò chơi này ca khúc chủ đề. Đây. Đây là loại nhạc gì? cảm giác chính mình toàn thân máu đều đang thiêu đốt, nghe bài hát này, giống như là đang xem một bộ sử thi cự tác giống nhau. Cổ thiêm lạc phục hồi tinh thần lại, chú ý tới giao diện trò chơi gốc trên bên trái, đánh dấu tên ca khúc chủ đề trò chơi. The, đo, khúc dạo đầu vong linh. Đúng là nghệ thuật. Cổ thiêm nhạc cố nén xúc động lập tức bắt đầu trò chơi, vì bài hát chủ đề này viết một bài bình luận dài đến 3.000 chữ. Loại trò chơi tốt này thoáng cái chơi chán, về sau rốt cuộc không gặp được trò chơi tương tự, vậy thì rất xấu hổ. Mang ý niệm như vậy trong đầu, cổ thiêm nhạc tiến vào vương giả vinh quang, hắn trực tiếp đem chính mình hai tháng tiền lương bổ sung đi vào. Hắn cho mình định ra một cái chuẩn tắc. Số tiền này chỉ dùng để mua gia cùng cần điểm phiếu mới có thể mua anh hùng, về phần minh văn, thì phải dựa vào kim tệ từng chút mua. Như vậy, có thể kéo dài kiếp sống trò chơi của hắn trong trò chơi này hắn hy vọng vương giả vinh quang giống như vong linh khúc dạo đầu bên trong phát họa ra cảnh tượng giống nhau, sẽ là một cái có thể làm cho hắn phát huy thanh xuân cùng nhiệt huyết vô tận chiến trường. Sau hai ngày phấn đấu, địch lệ nhiệt trốt cục lần đầu tiên chiến thắng máy bay đơn giản. Tuy rằng phần lớn là bởi vì carry của đồng đội, nhưng dù sao cũng là đột phá tương đương với không đến một. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng địa điểm mở vương giả vinh quang trò chơi này khu bình luận. 8 phần thiên công ty game Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Là một tên hành nghệ 10 năm trò chơi kỹ sư, ta tham gia trong nước ngoại quốc lớn nhỏ vô số cái lớp huấn luyện, ta dám thề, đời này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ngắn gọn hữu lực trình tự ngôn ngữ. Ta vậy mà cảm giác mình cùng Lâm Diễm Đại Thần là cùng một đẳng cấp, hiện tại xem ra, lúc trước chính mình tuyệt đối là ngồi đáy giếng. Trò chơi này được bình chọn bởi lập trình viên trò chơi vàng ISIS khúc dạo đầu vong linh. Xin hãy nhớ kỹ cái tên này. Nó sẽ trở thành một cột mốc lịch sử âm nhạc. Kim loại âm nhạc nghe nhiều, như loại này không có nửa điểm chói tai tạp âm, ngược lại đánh thẳng linh hồn kiệt tác, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Như chúng ta đã biết, Metal Music như một hình thức âm nhạc, đặc điểm nổi bật nhất của nó là nghiện biểu hiện cảm xúc về cái chết, bóng tối và đau khổ và ý tưởng cơ bản của nó được xây dựng trên các giá trị hư vô và huyền bí, rất phù hợp với chủ đề của cuộc chiến vô tận, cái chết và sự phục sinh lặp đi lặp lại không ngừng trong vinh quang của các vị vua. Điều đáng nói là về mặt xử lý nhịp điệu, bài hát giữ lại phần đệm liên tục mãnh liệt cơ bản nhất của nhạc metal, nhưng lại làm giảm nhịp điệu điên cuồng, trầm thấp và mất trật tự. Điều này khiến cho bài hát thiếu đi một chút hương cảm, sợ hãi và hoang mang, thêm một chút bí ẩn và khí chất mơ mộng xin nhớ kỹ trò chơi chế tác giả Lâm Diễm, hắn một người hoàn thành, vương giả vinh quang, toàn bộ chế tác. Âm nhạc, trang trí, trình tự, trang web. Cổ thêm nhạc đánh giá ca khúc chủ đề Vương Giả Vinh Quang, hiển nhiên đã trở thành fan trung thành của Lâm Diễm. Nhìn những bình luận này, đôi mắt đẹp của địch lệ nhiệt cười thành trăng lưỡi liền. Nàng thích nhìn người khen ngợi Lâm Diễm. Bằng hữu của nàng, làm sao có thể tình nguyện bình thường chứ? thiếu nữ đi qua đi lại trong phòng ngủ trên mặt hiện ra một nụ cười cô một tay ông búp bê tét đi một tay bấm số điện thoại của lâm diễm này ta là di lệ nhiệt trò chơi của ngươi cần một đại sứ hình tượng sao ta có thể tự đề cử mình không a à, ha ha vậy một lời đã định đúng rồi công ty của anh tôi có thể nhập cổ phần không chúng ta có còn là bạn bè hay không từ vậy cứ như vậy một lời đã định rồi. Mười vạn kia không cần trả, tạm thời coi như phí cổ phần của công ty đi. Sau khi cúp điện thoại, địch lệ nhiệt liền nên đón một đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận. Lưu dịch phỉ hai mắt cắt nước, thanh tú cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, gằn từng chữ nói. Tiểu địch. Cậu lại đang làm. Chuyện. Tình. Làm người đại diện cho tên này, quả thực phải giảm thọ mười năm rõ ràng kế hoạch đã làm xong tuần tới phải đi thử vai cho đạo diễn trương dịch mâu kết quả địch lệ nhiệt tự chủ trương hẹn với lâm diễm làm người phát ngôn hình tượng của vương giả vinh quang tất cả nhật trình đều phải đẩy ngã làm lại chị phỉ phỉ chị giỏi nhất rồi ưm ừ. vừa rồi em thắng nha đến vương giả vinh quang đi em mang chị bay thiếu nữ nghiện internet địch lệ nhiệt không hề tự mình hiểu lấy bạn học hướng tiểu tỷ tỷ người đại diện phát ra lời mời chơi game. Hai ngày. Chỉ là thời gian hai ngày. Hệ thống thương thành vương giả vinh quang khiến Lâm Diễm kiếm được 20 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên, trong đó có chút mùi vị trùng hợp, trong đó đại bộ phận đều là cống hiến của mấy thần hào. Mấy ID game này cũng khiến Lâm Diễm ghi nhớ trong lòng. Mấy cái này thần hào người sử dụng, đều ở trước tiên chiếm được số lượng có hạng bản danh hiệu càng không ném một cái, cùng chuyên môn Avatar, Thái Sơ Thần Hào, bọn họ ngày sau tất cả tại vương giả vinh quang bên trong tiêu phí, đều sẽ được 80% ưu đãi. Loại chi tiết nhỏ này, có lẽ đám thần hào cũng không thèm để ý, cũng là tâm ý của Lâm Diễm. Lưu lại 10 vạn trả lại cho hồ qua, mặt khác 10 vạn, làm chi phí đăng ký công ty mới. Hai ngày nay, Lâm Diễm cũng không phải cái gì cũng không làm, hắn liên hệ tốt với cục quản lý công thương cùng các bộ phận liên quan, đem sự vụ rườm rà đều đã xử lý tốt. Cổ đông công ty Lâm Diễm, Hồ Qua, Địch Lệ Nhiệt Đi Hội đồng quản trị Lâm Diễm Tên công ty Công ty cổ phần hữu hạn trò chơi phần thiên Lĩnh vực kinh doanh Phát triển trò chơi, bán hàng, vận hành Vốn đăng ký 100.000 Địa chỉ đăng ký Ma Đô Hát Thạch Nhà Trọ, Lầu 7 Phòng Số 2 Điều lệ công ty Lược Người đại diện pháp luật Lâm Diễm Sau khi nộp 10 vạn đồng phí tổn, công ty trò chơi phần thiên của Lâm Diễm liền mới ra lò. Cùng một thời khắc, nguyên bản làm trò chơi ba không vương giả vinh quang tiến hành một lần online đổi mới nhỏ, tiếp theo các người chơi tiến vào trò chơi thời điểm, sẽ ở ghi vào trên giao diện nhìn thấy một đoàn liệt hỏa đốt trời tiêu chí cái kia đại biểu cho lâm diễm công ty thế lực. Vạn lý trường chinh, rốt cục xem như bước ra bước đầu tiên. Phần thiên du hí, một ngày nào đó sẽ đốt hết bát hoang, ngầm nuốt lục hợp, duy ngã độc tôn. Lâm diễm tin tưởng mười phần, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp địch lệ nhiệt chụp ảnh tuyên truyền hình tượng, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở cơ giới hóa khai phá thần khí của trò chơi. Vương giả vinh quang, tích lũy tổng hợp nhân khí chỉ số đạt tới 150.000 đạt được thần bí rút thưởng một lần. Lâm Diễm không biết cái này 15 vạn là như thế nào tính toán ra, hắn chú ý tới, hiện tại trò chơi đăng ký người sử dụng bất quá hơn 1.300 người mà thôi. Rút thưởng bắt đầu. Ngay sau đó, trước mắt hắn hiện ra một cái bàn xoay như ống vạn hoa. Chính thanh liên kiếm tiên. Huynh đệ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên bàn quay ống vạn hoa, tràn đầy ảnh chân dung anh hùng trong vương giả vinh quang. Tâm niệm lâm diễm vừa động, bánh xe nhanh chóng xoay tròn. Kim đồng hồ lệch trên ảnh chân dung đông đảo anh hùng, cuối cùng dừng lại ở trên người một gã soái ca phiêu nhiên xuất trần. Chúc mừng ngài, lần này rút ra anh hùng là thanh liên kiếm tiên. Lý Bạch Ngài rút ra được năng lực là thanh liên kiếm ca, thúc giục nên kỹ năng, có thể hóa thân thành kiếm khí nên năng lực vì trò chơi khai phá thần khí sản phẩm, cũng không có bất kỳ hạn chế, không cần hiệp khách hành kỹ năng mở khóa, ký chủ có thể tùy ý sử dụng. Trong lúc mơ hồ, Lâm Diễm cảm giác được trong đầu mình xuất hiện rất nhiều tin tức. Trong cơ thể hắn, có một dòng nước tróc trách chảy xuôi. Cẩn thận quan sát bên trong, Lâm Diễm phát hiện cổ năng lượng này bày ra một đoàn thanh liên bộ dáng, đến chỗ nào, cơ thể đều bị làm dịu cường hóa. Đại Hà Chi Kiếm trên trời tới thanh âm mờ mịt vang vọng bên tai. Cái này, xem như là siêu năng lực đi. Lâm Diễm nhìn hai tay mình, theo bản năng thúc giục kỹ năng thanh liên kiếm ca. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể của hắn hóa thành hư ảnh, chợt biến mất vô tung, hóa thành mấy đạo kiếm khí vô hình, chia rẽ. Trong phòng, giống như đã trải qua một hồi lốc xoáy. Cốc nước, tủ quần áo, bàn ăn, đĩa, tủ lạnh đều bị khí tức tản ra các vùng. T. Lâm Diễm từ trạng thái vô hình kiếm khí một lần nữa khôi phục hình người, phát hiện quần áo của mình cũng không có nửa điểm tổn hại, lúc này hít ngược một ngụm khí lạnh, trong lòng đối với năng lực trút ra lần này thập phần hài lòng. Thanh liên kiếm ca này dùng tốt cơ hồ vô địch, lực sát thương cùng năng lực bảo mệnh đều cực kỳ cường hãn. Từ nay về sau, không còn ai dám ở trước mặt ta giả bộ bê. Ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu, Lâm Diễm liền sinh ra một loại cảm giác tuốt ba ống, hai chân như nhũng ra, cả người run rẩy, ngã xuống đất bằng. Thanh liên kiếm ca tốt là tốt, chính là đối với thể lực tiêu hao quá lớn. Này Ni Ma mới kích hoạt vài giây, ta cả người cơ bắp đều đang đau, cảm giác như là trót đầy lát ta đồng dạng. Lâm Diễm mạnh mẽ chống đỡ mình đứng thẳng, đôi mắt đen như mực trạng rỡ. Đói quá! Bây giờ kiếm được tiền rồi, vừa vặn đi hồ qua ăn chực bữa cơm, thuận tiện trả lại tiền. Ý niệm vừa xuất hiện, Lâm Diễm liền đẩy cửa phòng ra. Hàng lâm thế giới này gần 10 ngày, đây là lần đầu tiên Lâm Diễm ra ngoài. Bầu trời xanh thẳm như tắm, không khí trong lành trong suốt, thế giới tốt đẹp như thế. Lâm Diễm hiện tại tâm tình tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, dọc theo đường đi nhìn người không quen biết, đều mang theo nụ cười. Quen đường quen thuộc sờ tới quán mì của hồ qua, Lâm Diễm có chút mơ hồ ông chủ nơi này cũng không phải hồ qua, mà là một tên mập mặt đầy thịt. Sau nhiều lần hỏi thăm, hắn rốt cuộc xác định, hồ qua đã đem quán mì này bán đi chuyển nhượng mấy ngày trước. Lâm Diễm trước tiên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho hồ qua, hắn muốn hỏi một chút bạn bè này đang làm cái quỷ gì. Nếu như trí nhớ không sai, hồ qua từ nhỏ đến lớn duy nhất mộng tưởng chính là mở một nhà thế giới lớn nhất quán mì sợi, nhà này quán mì có thể nói ký thác hồ qua hết thảy giọt. Có điện thoại. Lâm Diễm bổ đầu che mặt chính là một trận tức giận mắng. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Hồ ký mì quán như thế nào chuyển nhượng cho người khác? Mẹ nó có phải hay không chạy đi cắn thuốc hít thuốc độc rồi? Nói rõ ràng với ngươi. Tiểu tử ngươi nếu thật sự dính độc, lão tử đánh gãy ngươi đôi chân, cũng muốn cho ngươi cưỡng từ bỏ. Đầu bên kia điện thoại, hồ qua lại là phát ra một tiếng cười khẽ. Ta nói ngươi này não bổ năng lực so với trước kia mạnh hơn a. À? Quán mì là sao vậy? Trầm mặt nửa ngày, Hồ Qua nhẹ giọng nói, "Lần trước ngươi không phải nói làm trò chơi thiếu tiền sao?" Quán mì sợi này tuy rằng nhỏ, nhưng vị trí địa lý cũng không tệ lắm, chuyển nhượng ra ngoài, vừa vặn là 9 vạn khối, cầm tiền gửi ngân hàng tùy tiện gom góp, vừa đủ 10 vạn. Hồ Qua nói hời hợt, Lâm Diễm nghe mà trong lòng chua xót, ánh mắt cay cay. Hắn hít một hơi thật sâu, để cho tâm tình bình phục một chút. Mau tới quán ăn vặt đường Tam Hoàng, mời ngươi uống rượu. Chết tiệt. Còn đặc biệt nói nhảm. Thật kiếm tiền, lừa ngươi là hắc xi. Nửa giờ sau, bên đường quán ăn vặt, hai thanh niên ăn uống linh đình, cũng không nói lời nào, chính là rầu rĩ uống rượu, phản phất trong lòng nổi lên một loại tâm tình nào đó. Gollum rót một chai bia vào bụng, Hugo thở dài. Xin dễ sống dễ sống không dễ lâm diễm vô tâm vô phế cười mang theo ba căn thịt dê xiên nướng một ngụm tuốt xuống đừng cùng lão tử chua mười vạn khối đã đánh tới ngươi trong thẻ ngân hàng nói thật muốn hay không tới cùng ta cùng nhau làm trò chơi bảo đảm ngươi trở nên nổi bật vinh hoa phú quý ăn ngon uống cây muốn mụi tử có mụi tử muốn hương xa có hương xa đây là đường của ngươi không phải đường của ta Hồ qua không chút do dự cự tuyệt đề nghị của hắn, lại rót một bình rượu của mình, thở dài. Rượu là thứ tốt, có thể đem thống khổ cùng nghẹn khuất dìm chết. Ta ngược lại cảm thấy thống khổ của ngươi đã học được bơi lội, uống vào như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng độc tử. Lâm Diễm giơ tay lên ngăn cản hồ qua lại muốn rượu trắng hành vi, thanh âm của hắn rất đạm mạc, trong đó lại ẩn chứa thiên kim nhất hứa hương vị. Làm mì sợi không có gì không tốt, gieo gió gạt bão, so hãm hại lừa gạt tới mạnh gấp một vạn lần. Nói xong, Lâm Diễm liền đứng dậy, cũng không quay đầu rời đi. Quân tử chi giao đạm như nước, chân chính hữu nghị, chưa bao giờ cần quá nhiều lời vô nghĩa. Nhìn bóng lưng Lâm Diễm, hồ qua không khỏi lệ nóng doanh trồng Ước mơ của anh, gia đình không ủng hộ, bạn gái không hiểu. Vậy thì sao? Ít nhất, hắn còn có huynh đệ Lâm Diễm này. Lâm Diễm về đến nhà không lâu, liền phát hiện vương giả vinh quang chinh chiến trên đường, xuất hiện một khối chặn đường thạch. Mười lão tử không phải quả hồng mềm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Về đến nhà, Lâm Diễm chú ý tới hành trình phát triển của vương giả vinh quang, rốt cục gặp được khối đá chặn đường đầu tiên của nó. Trò chơi này thật trác rưỡi Sát bút mới có thể chơi loại trò chơi này, mãnh liệt kêu gọi mọi người tên thật chống lại. Nhược trí cách chơi, mười người phân biệt tuyển một anh hùng oán hận lẫn nhau có ý nghĩa gì trong khu bình luận vương giả vinh quang của các cửa hàng apple và các cửa hàng app lớn xuất hiện rất nhiều bình xịt bọn họ từ các góc độ tiến hành công kích trò chơi này nói lòng đầy căm phẫn người chơi mới không rõ nội tình nhìn có lẽ thật sự bị loại ngôn luận này mê hoặc lâm diễm trong lòng thập phần khó chịu nhưng cũng không thể tránh được dù sao cũ cải rau xanh đều có sở thích riêng có người trầm trồ khen ngợi tự nhiên có người hát suy nhưng sau khi hắn tổng hợp IP của những người đăng bài này lại, lại cười lạnh. Ha ha. Thì ra là đồng nghiệp cạnh tranh không chính đáng. Sao đột nhiên lại nhảy ra nhiều bài cột mắng chữ người như vậy? Hắn chú ý tới, những người phát bài mắng chữ người này, hoặc là trực tiếp chính là người chế tác trò chơi điện tử khác, hoặc là đã từng phát qua lời tân bốc cho trò chơi điện tử chất lượng thấp tới cực điểm. Hắc tử thủy quân thảo nê mã. Lấy tiền cột bài chết cả nhà. Lâm Diễm rất muốn trực tiếp trả lời những người này, nhưng hắn nghĩ lại, liền bình thường trở lại. Hắn không chút do dự liên hệ quản lý viên, đem chính mình thu nạp chứng cứ trình lên, những này IP tự nhiên đều bị toàn bộ phong cấm, bọn họ bài phột cũng đều bị xóa bỏ. Đổi lại là người bình thường, làm đến đây cũng coi như kết thúc. Nhưng Lâm Diễm là người bình thường sao? Nói có thù tất báo, có thể đã qua một chút, nhưng Lâm Diễm chưa bao giờ là quả hồng mềm ai cũng có thể bóp, bất luận kẻ nào dám vươn tay với hắn, đều phải có giác ngộ bị cắn mất một khối thịt lớn. Lúc các ngươi ra tay với ta, có nghĩ tới sự trả thù của ta không? Đối với đám hắc tử thủy quân này, Lâm Diễm cười lạnh truy tìm địa chỉ FAKEIP của đối phương, nhảy qua mấy cái nền tảng thịt gà, đập vỡ tường lửa an toàn của đối phương, thông qua thủ đoạn hacker, tìm được tin tức thân phận trong hiện thực của đối phương. Đối phó loại người này, báo cảnh sát là không có ý nghĩa, cho nên Lâm Diễm dứt khoát trực tiếp biên soạn mấy cái phá hoại tính rất mạnh virus, đem bọn hắn trong máy tính các loại lưu trữ phá hủy không còn một mảnh. Mấy trăm bộ phim tình cảm động tác dê trân quý, cơ mật thương mại, nhật ký viết rất nhiều năm, tư liệu công tác quý giá. Hết thảy hết thảy, đều ở trong dây lát tan thành mây khói. Về phần những đồng nghiệp thuê hát tử kia, Lâm Diễm chỉ bình tĩnh chụp lại lịch sử nói chuyện phím của bọn họ với thủ lĩnh thủy quân, phát đến khu kiểm tra đánh giá trò chơi dưới trướng bọn họ. Dùng thủ đoạn cạnh tranh không chính đáng các tác giả trò chơi trên danh nghĩa, tất cả đều nhân khí giảm mạnh. Sử dụng số lượng người sử dụng chặn ngang chém cũng coi như tốt, càng có người thắng, ít ỏi hai ngày sau, nhân khí trôi qua không đến một thành vốn có. Mà những này trôi qua các người chơi, đều mang lòng hiếu kỳ điểm mở, vương giả vinh quang, cái này không có tiếng tâm gì MOBA game thủ. Địch lệ nhiệt và Lâm Diễm đã đạt thành nhận thức chung, nàng sẽ làm đại sứ hình tượng của công ty trò chơi phần thiên, mà không chỉ là người phát ngôn của trò chơi Vương Giả Vinh Quang. Có lẽ đứng ở góc độ hiện tại của địch lệ nhiệt mà xem, nàng làm như vậy là vì giúp bằng hữu, nhưng đến nhiều năm sau, nàng mới có thể hiểu được thiện ý nhất thời của mình, đến tột cùng vì mình nên đón cơ duyên khó có được cỡ nào. Hiện giờ trò chơi phần thiên sáng tạo, tất cả đều giảng lược, bên cạnh Lâm Diễm cũng không có thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả điện thoại di động chụp ảnh chân dung cho địch lệ nhiệt cũng là tìm lưu dịch phỉ mượn. Điểm ảnh điện thoại di động của cô ở trong ba người là cao nhất. Dưới sự giúp đỡ của lưu dịch phỉ, địch lệ nhiệt đã thành công cốt tử hà tiên tử của Luna, mấy tấm ảnh chụp tư thế oai hùng bừng bừng, lại làm một đoạn video nhỏ. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, hai cái này công trình cũng đã kết thúc hiệu suất quả thực cao đến làm cho người ta không dám tin. Về phần trang web chính thức của trò chơi, lâm diễm mấy ngày nay liền dành thời gian rảnh rỗi biên soạn không gian, trình tự cùng khuôn mẫu trang web. Toàn bộ trang web phong cách là màu xanh da trời, nhẹ nhàng khoan khoái trang nhã, phong cách đơn giản mà không đơn giản. Về phần trang web chính thức âm nhạc, hắn dứt khoát trực tiếp đem vòng linh khúc dạo đầu, the, do từ trong game copy đi ra. Lâm diễm làm trang web chính thức cũng không dự định vẹn vẹn chỉ dùng để cho vương giả vinh quang, cho nên tên gọi liền gọi là phần thiên trò chơi. tên miền cuối cùng cũng được xác định tại trang web b.phalu.com/f438271. ảnh chân dung và video ngắn của người phát ngôn được đăng lên trang web chính thức, lưu lượng toàn bộ trang web nhanh chóng tăng lên. lâm diễm chú ý tới số lượng người dùng vương giả vinh quang vốn mơ hồ có chút đình trệ tăng lên, bắt đầu dần dần tăng lên nhìn địch lệ nóng bỏng trầm mê chơi game, Lâm Diễm nghiêm trang làm công tác tuyên truyền, Lưu Dịch Phỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng kêu lên. May mắn không phải nhất kiến chung tình, lúc trước tôi hẳn là suy nghĩ nhiều. Địch lệ nhiệt là một nghệ sĩ, tiết tháo hàng đầu chính là duy trì độc thân, Lưu Dịch Phỉ lo lắng nhất chính là cô bị Lâm Diễm trộm đi trái tim thiếu nữ, kết thúc kiếp sống giải trí của mình. Sau khi Lâm Diễm đạt được năng lực của thanh liên kiếm ca, mỗi ngày đều phải dùng tới hai lần, coi như thủ đoạn rèn luyện thân thể hiệu suất cao, hiện giờ thời gian mặc dù ngắn, nhưng dưới sự gia trì của lực lượng thanh liên trong cơ thể, ngũ giác tăng lên không ít, cũng là nghe được rõ ràng. Hôm nay giải quyết một đám mắt đỏ bệnh yêu ma quỷ quái, lâm diễm tâm tình không tệ, chế nhạo nói. Bởi vì cái gọi là nhất kiến chung tình, tái nhi suy, tam nhi kiệt. So với cái nhìn đầu tiên cảm tình, lâu ngày sinh tình mới là đáng tin cậy nhất ngươi tên gia hỏa này lưu dịch phỉ tức giận nói không ra lời căng mặt bánh bao kéo địch lệ nhiệt đi ra ngoài muốn cô rời xa con quỷ đáng ghét lâm diễm này bàn này lại thua ta không thể hố đồng đội a chờ ta đánh xong trước đáng giận máy tính lại mạnh như vậy sau khi hai nàng rời đi lâm diễm liền bắt đầu lên kế hoạch trò chơi mới công ty muốn phát triển chỉ dựa vào một vương giả vinh quang là xa xa không đủ hắn còn muốn triệt để đánh bại đám tiện nhân qua sông đoạn cầu kia sao có thể cố bộ tự phong thỏa mãn như vậy